Music producer Doc VN. Hello anh em, khỏe không anh em ơi? Hôm nay mình rảnh mình làm cái clip ngắn hướng dẫn cho các bạn đánh solo mút và monolith synthesizer á. Nhưng mà chúng ta không cần phải không dùng bend, không dùng tới bend mà chúng ta dùng luyến nốt. Cái thủ thuật này rất nhiều cao thủ, rất nhiều danh thủ nổi tiếng và các artist đã dùng rất nhiều. Nó có khá nhiều cái tỉ mỉ và tinh tế ở trong này. Mình có một cái câu, hôm nay mình lấy một cái bài của ông Charlie Puth, bài Cheating on You các bạn. Mình thấy cái câu solo này hay quá, cái sáng rảnh cái lôi ra chơi luôn. Hướng dẫn theo cái mà mình nghĩ và cái kinh nghiệm của mình thôi nha các bạn nha. Để cho các bạn đang đi chơi keyboard hoặc là đi đánh đàn org á, mình có thêm chút xíu cái kinh nghiệm về cái cách mà mình đánh solo mút hoặc là monolith synthesizer. Ok, không có đụng vô trong cái band nha. Band thì có một ngày khác mình sẽ hướng dẫn riêng về cái đánh band. Ok. Rồi chúng ta bắt đầu cái bài này. Các bạn chắc lên trên mạng các bạn gõ cái từ khóa này các bạn nghe đi. Mình thấy câu này khá ấn tượng. Tại giờ mình mở lên đó, mình mà quăng lên YouTube nó lại đập gậy mình rất là bất công. Nên mình không có mở lại cái bản chính. Mình chỉ hướng dẫn cái bạn mà mình nhớ thôi. Ok, cái bài này là Tommy nha các bạn. Cái bài là Tommy trưởng. Mình thấy câu đầu nó hay quá. Để bắt đầu triển khai cái câu đầu, mình làm cho nó một cái accord và một cái vòng hòa âm và một cái loop. Mình đã có một cái loop sẵn của mình rồi. Để mình thử đánh thử nha. Đánh một vòng hòa âm trước. Đệm bằng e piano. Ok. Cái câu của thằng cái ông đó quấn cái câu trong intro á, và các bạn nghe phát các bạn thích à, không biết các bạn có thích giống mình không, tại vì mình cũng khoái quấn mút, quấn monolith cho nên mình nghe mình thích lắm. Ok, cái câu chính của cái bài đó là như vậy, nó ngắn xíu à các bạn, chút xíu à, không có nhiều. Mình đánh mẫu nha. À, vậy thôi đó. À. À, mình không đụng vô bend, không đụng vô gì hết. Tất cả là luyến nốt. Cái kỹ thuật luyến nốt này thì thường người ta thường hay dùng để luyến nửa cung thôi. Nửa cung nè. Đây là cái câu dry, cái câu gốc của nó chưa luyến nha các bạn. Câu gốc của cái motif của cái câu solo của cái bài đó nó là đó, một câu gốc của nó không có, nó lại không luyến nốt thì nghe nó rất là thô, rất là khô. Thì các cái cao thủ họ thường dùng cái kỹ thuật luyến nốt để cho cái câu thêm cảm xúc nhiều hơn, mượt mà hơn, tinh tế hơn. Rồi ví dụ là dựa trên cái câu thô hồi nãy mình sẽ luyến nốt nha. Đó, thay vì là thì luyến từ si qua đô thăng. Mình đang tận dụng cái chức năng mono và portamento, portamento của cái sound solid này. Mono nè. Đơn giản mono là không thể đánh được hai nốt một lần, không được harmony, không được bè một lần. Một lần chỉ đánh được một nốt thôi. Còn portamento là là cái sự khoảng cách di chuyển từ nốt này qua nốt kia, quãng này qua quãng kia. Thì người ta tận dụng cái yếu tố này của cái tiếng này, người ta tạo nên những cái hiệu ứng, những cái luyến rất là hay. Lại rồi, lại câu thô nha.
Đó là môn tiếp đầu. Rồi rồi bắt đầu mình đánh có luyến dựa trên cái câu thơ hồi nãy nè. Đó. Rồi, cái mô típ 2 này thì là mình liếc nửa nốt, nửa nốt nha các bạn. Rồi, câu mô típ 2 này và để di chuyển xuống la thì mình dùng si luyến với đô thường xuống la. Thay vì đánh thô nó không có hay lắm thì mình luyến nốt xuống. Mình ví dụ một một cái đơn giản giống như cái bài Twinkle đi, Twinkle Twinkle Little Star là đồng đồ son son lá lá son đi chẳng hạn. Cái câu thô của nó nè. Mình sẽ luyến nha, luyến với cái phương pháp hồi nãy nè. Liếc nửa nốt để về son. Và nè. Tự nhiên cái câu nó mượt mà nó có cảm xúc liền hơn các bạn ha. Thay vì mình đánh thì mình rồi. Dựa trên một cái giai điệu rất là bình thường, rất là thô vậy thì mình ứng dụng vài cái luyến nốt nửa cung để đi 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 xuống cái nốt gốc. Đó giống như nãy mình chỉ đó. Ok, mình đánh lại cái câu kia, cái bài kia là Tommy cho các bạn, câu thô nó là ok. Giờ mình thử đánh thử nha. Nãy mình đã đánh sẵn một cái hòa âm cho nó rồi. Ra được cái màu liền. Cái câu cái intro của các bạn Charlie Puth để làm chút xíu một bộ tiếp và mình nghe rất có ấn tượng với nó. Mình thích cái luyến nốt, mình thích cái câu câu cái mô típ đầu của cái bạn này, rất dễ thương. Lại nha. Quá đơn giản đúng không? Nãy giờ mình chưa đụng gì vô cái bend hết các bạn. Cái kỹ thuật bend là một cái kỹ thuật khá cũng khá là hay. Hiện tại mình chỉ cho các bạn cái luyến nốt này. Thường cái luyến nốt này dùng cho những lúc câu hoặc là tiết tấu nhanh đó các bạn, cái câu có cái tempo nhanh thì chúng ta thường sử dụng cái này, tại vì cái bend có một cái số một cái trường số trường hợp mình khó dùng bend cho nó. Lại ra một hiệu ứng khác. Cái này bên hai rồi, bên bên octa rồi. Lấy tiếng này mình đánh đỡ nha. Mai mốt mình sẽ chỉ cái phương pháp đánh bend, kỹ thuật đánh bend cho solo. Bữa nay chỉ là hướng dẫn cái đánh bằng luyến nốt thôi, luyến nốt nửa cung. Lại cái bài Twinkle nè. Nếu mà áp dụng liên nốt nè. Tất nhiên là tùy trường hợp nha các bạn, mình đừng có lạm dụng quá, mình kiếm cái chỗ nào tinh tế mình chọt nó vô. Rồi, mình quất lại một lần nữa đây, mình thích cái câu này quá. Thu luôn thật coi, hy vọng đánh đúng nha.
đúng, nhưng mà cũng hay rồi. Làm phát được rồi. Ghiền quá, ghiền câu này quá. Sáng sớm mở ra cái bữa nay nghe là mê rồi. Nó vô đầu cái tự nhiên cái tại ra cái ý định là hướng dẫn các bạn luyến nốt của cái câu này. Cái ông này các bạn bí mật nha, cái ông này ông cũng làm, ông lấy mấy cái hòa âm cũng bình thường và ông lấy luôn cái lúc luôn, ông không cần phải làm nhiều luôn á. Cái lúc trống rất là bình thường đơn giản nhưng mà cái giai điệu hay. Cái giai điệu của cái câu này quá hay cho nên nó tạo nên một cái ấn tượng với người nghe. Là cái bằng hòa âm rất đơn giản là mi trưởng bát xanh thăng, rồi pha pha suất 7, rồi di chuyển lại nè, nó bỏ thế này quá đơn giản hiệu quả. Ok, quất một cái lớp lại 2, 3, 4. Hơi thấp. Ok, 1, 2, 3. Đơn giản luyến nửa cung bằng luyến nốt tiếng ngón chứ không phải dùng bend nha các bạn. Ok, chúc các bạn thành công nha, luyện đi, cái này dễ lắm mà nó thêm nhiều cái cảm xúc cho một cái câu solo lead của mình. Luyện đi, luyện lại, luyện lại, đi luyện lại, các bạn sẽ có sự tinh tế ở trong đó. Ok, chúc các bạn thành công nha, hẹn các bạn ở clip tiếp, mình sẽ hướng dẫn về đánh bend, dùng bend và modulation. Ok, hello các bạn, quên, bye. Music producer Doc VN.